Em hỏi thật đấy, ta nhạc trẻ mà đi giờ các cụ cứ đợi cắt hết kiểu lọ đến kiểu chai, đã cắt thành dân ca quan họ rồi đi giờ lại đòi thành cải lương nữa. Các cụ vừa phải thôi chứ. Chỉ có những đứa bị hâm hâm nó mới cắt kiểu như thế thôi, chứ còn em người bình thường là em vào việc luôn, em không nói nhiều đâu. Lý son sắt này, Lý cải lương đấy. Này nó tâm trạng nha. Dẫu giăng nói nhớ đong đầy, là